Kính thưa quý vị, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc, minh tinh điện ảnh Hollywood Robert Downey Jr. đang hiện diện tại Bắc Kinh chuẩn bị ra mắt bộ phim Iron Man 3. Nam diễn viên Downey cùng với nhiều tài tử điện ảnh khác đang bước trên thảm đỏ hướng về Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Nam minh tinh điện ảnh Downey là nhân vật chính trong bộ phim Iron Man 3 với cái tên là John Stark, là một nhà tỷ phú với những phát minh chế tạo một người sắt và trở thành người hữu dụng khắp mọi quốc gia trên thế giới. Tại buổi lễ ra mắt phim Iron Man 3, anh Downey nhận định rằng sự sáng tạo là điều cần thiết trong kỹ nghệ sản xuất để tránh sự nhàm chán từ người xem. Iron Man 3 có nhiều cảnh đấu trí bằng vũ lực ngoạn mục và sự tinh xảo gắn ghép các hình ảnh tạo nên thích thú đến giới hâm mộ xem phim tại rạp chiếu phim. Vào năm 2008, Iron Man đầu tiên ra mắt với doanh thu bán vé lên được 585 triệu Mỹ Kim. Hai năm sau, Iron Man 2 ra đời với doanh thu là 623 triệu Mỹ Kim. Nhà đạo diễn cũng là nam diễn viên Wang Sui-gui trong nhân vật Dr. Wu đã tạo nam diễn viên Downey có nhiều cảm xúc đến nền văn hóa Trung Cộng. Downey đã đùa giỡn và nói rằng trong suốt thời gian dàn dựng có một vài danh từ Wang Sui-gui phát âm không đúng, bị lẫn lộn giữa Doctor và Daughter. Tuy vậy, những khó khăn về ngôn ngữ cũng không bị ảnh hưởng trong suốt thời gian dàn dựng phim. Bắc Kinh được chọn là nơi đóng bộ phim Iron Man 3.